ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Lời đầu tiên đại diện cho đội huyện Mường Nhé xin được gửi tới những lời đầy đủ của vị khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Điện Biên năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, Mường Nhé, một viện thường niên trước được đây của tổ quốc, được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ hai huyện Mường Lây và Mường Tè của tỉnh Lai Châu cũ. Sau 3 lần chia tách, đến nay huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với hai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Kính thưa quý vị, trong họ bổn phận sự sống bắt đầu từ đó, đời nối đời, lời nhắn lời, ngàn năm bếp lửa. Với 10 dân tộc cùng sinh sống trên 11 đơn vị hành chính cấp xã, được che chắn bởi những cánh rừng bảo tồn thiên nhiên xanh thẳm, mang lại sự bình yên cho các bản làng, không khí tưng bừng rộn rã, hòa cùng tiếng chiêng, tiếng trống, điệu múa xòe, múa sạp, thắm đượm tình đoàn kết của các dân tộc, tạo nên bức tranh đa sắc màu, ghi rõ vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc nhưng rất đơn xa, với sự hấp dẫn kỳ diệu. Đến với Mường Nhé, quý vị sẽ được trải nghiệm vào những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc của các dân tộc, những món ăn hấp dẫn, những lễ hội truyền thống từ các nghi lễ huyền thoại về các vị thần, hay hòa mình vào các làn điệu dân ca, các trò chơi dân gian để cảm nhận nhiều hơn về vẻ đẹp hoang sơ mà đầy quyến rũ của vùng đất kim cương nơi cực tây tổ quốc. Để hiểu hơn về tấm lòng mến khách của vùng đất con người Mường Nhé, chúng tôi giang tay chào đón bạn bè gần xa đến du ngoạn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩ của dải núi Phan Lan Giang, nơi có mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt, Lào, Trung. Với những thảm hoa quốc quỳ tạo ánh, hòa quyện trong mây sắc vờn lưng núi, đó là món quà vô giá của mùa xuân ban tặng cho vùng đất biên cương này. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với nhiều chương trình dự án, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi đã thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện có chiều hướng. Đợt tôi rèn qua môi trường thực tế phục vụ đồng bào vùng cao biên giới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc, chăm lo đời sống của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã và đang háo hức thi đua xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và phồn vinh. Đến với hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Điện Biên năm 2024, đoàn chúng tôi gồm có tôi Nguyễn Thị Nhung, tôi Quảng Thị Thơm, tôi Hoàng Văn Long cùng với các thành viên chính thức trong đoàn. Đến với hội thi lần này, đoàn chúng tôi với 10 thành viên chính thức đại diện cho 10 dân tộc cùng sinh sống trên mảnh đất huyện Mường Nhé. Chúng tôi tự hào mang trên mình những bộ trang phục truyền thống mang đậm nét đặc trưng của từng dân tộc, tự hào là những người con của Điện Biên phủ anh hùng, đồng thời mang tâm thế cầu thị, mong muốn được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đoàn bạn. Kính thưa quý vị, đến với hội thi, chúng tôi mang theo thông điệp đó cũng chính là quyết tâm của cán bộ công nhân viên chức đoàn huyện Mường Nhé tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân. Chúc hội thi thành công. Ngày hội quê tôi cùng xây nhà hoa vui trong bóng sáng.